tiểu sử tùng chùa từ giang hồ trở thành vua nhạc chế. Chào mừng quý vị đến với kênh OV Đại Bàng. Những năm 90, trong giới hắc đạo truyền tay nhau cuốn băng cassette không có tên, không rõ xuất xứ, thậm chí cả tên ca sĩ cũng không mấy ai biết. Đó là băng nhạc gồm một loạt các tên khúc được xuyên tạc từ các bài nhạc vàng nổi tiếng, bắt đầu với bài Chuyến tàu hoàng hôn. Dân chơi gọi đó là nhạc chế, còn người bình thường thích thú tìm mua gọi là nhạc giang hồ. Được biết rằng người thể hiện những ca khúc đó chính là Tùng Chùa, vậy tung chùa là ai hôm nay hãy cùng ốc vây đại bàng tìm hiểu nhân vật này tiểu sử tùng chùa một tay giang hồ thứ thiệt cảm hứng chia sẻ trên blog của mình băng nhạc này ca sĩ hát trên nền nhạc tam mộc mạc dưới dạng liền khúc chất giọng miền tây nam bộ hơi ngọng lời các bài hát được ca sĩ chế từ những bản nhạc vàng nổi tiếng một thời kể về cuộc sống tiền tình tủ tội theo lời kể của một số giang hồ mạng băng nhạc có tên là giang hồ quận tư kể về cuộc đời của các anh chị trưởng thành từ cái nôi của Giang Hồ Sài Gòn. Nhưng mình thấy người ta vẫn thường gọi nó bằng một cái tên khác, thân thiện hơn, đúng với bản chất của nó hơn, nhạc Giang Hồ. Mãi đến sau này, tìm hiểu trên mạng mới biết, ca sĩ hát nhạc chế trong tù năm xưa chính là Lê Thanh, tên thật là Lê Thanh Tùng, biệt hiệu là Tùng Chùa. Nhiều người gọi nhạc chế trong tù là nhạc Lê Thanh. Tùng Chùa tên thật là Lê Thanh Tùng, sinh năm 1974, thường xuất hiện trên các đường phố Sài Gòn với cây đàn guitar cổ điển, hát góp vui với bạn bè tại các quán nhậu, với trang phục giản dị và đầu không có tóc, biệt danh Tùng Chùa ra đời từ đó. Lê Thanh năm nay hơn 50 tuổi, hiện vẫn sống ở Sài Gòn, vẫn uống rượu, chế nhạc và đàn hát ở những quán khuya. Vừa rồi trên mạng có một clip dài 40 phút được giật tít là huyền thoại nhạc chế trong tù 2013, một lão đại ôm đàn guitar hát nhạc chế giao lưu với các thanh niên mà như nhận định của tôi thì chất giọng ấy, tính đàn ấy chính là người hát nhạc chế trong tù những năm cuối thập niên 90. Ngay đâu người Việt ở hải ngoại cũng mê mẩn Lê Thanh. Nhạc chế tùng chùa thường chế lại các giai điệu bolero. Chủ đề của những bản nhạc chế này xoay quanh cuộc sống buồn bã, u ám trong trại giam, cũng như sự ăn năn hối lỗi của những người đang phải chấp hành án phạt cho hành vi của mình vì vậy nhạc chế bolero của tùng chùa còn được gọi là nhạc đường phố nhạc rất đời một loại nhạc rất đời nhưng nhiều khi nghe lại buồn cười tuy nhiên nhiều khi ca từ thô tục không lịch sự cho lắm nhưng vẫn được rất nhiều người yêu thích đặc biệt là các anh em xã hội được biết tùng chùa từng là một dân chơi thứ thiệt tại sài gòn khi từng vào khám hai lần nên mới có thể viết được những bản nhạc tù nhiều cảm xúc như vậy trong một cuộc nói chuyện mới đây thì tùng chùa cho biết rằng mình từng tham gia băng của hưng ba ke một giang hồ khá có điều kiện. Khi có bố là ông Nguyễn Hữu Khương, từng làm giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Được biết Tùng chùa còn quen biết với những dân chơi Sài Gòn chính hiệu như Nghĩa Điên, Tài Ba Đô, Lâm Sát Thủ, Bình Kiểm. Điều này chứng tỏ rằng Tùng chùa cũng từng có một quá khứ khá đen, cũng như từng tham gia vào các phi vụ đâm chém thời năm cam, còn là ông trùm. Sau này khi không còn muốn bước chân vào con đường giang hồ nữa, thì Tùng chùa chuyển qua làm người hát nhạc chế tại những quán nhậu hoặc có những người mời tùng chùa về hát trong các sự kiện mà chủ yếu là dân xã hội. Mới đây tùng chùa đã xuất hiện trong một bản rap phú quý bỏ viên, viết cùng với anh Phan. Sự pha trộn giữa giai điệu hiện đại của rap và nhạc chế bolero đã tạo ra một nồi lẩu thập cẩm. Có người thích, có người chê, nhưng không thể phủ nhận sự lạ tai và độc đáo của nó. Sau 3 ngày, phú quý bỏ viên đã đạt hơn 1 triệu view YouTube, quả thật là đáng khen. Đây cũng chính là lý do nhiều người đang đi tìm hiểu Tùng Chùa là ai mà đột nhiên lại xuất hiện trong một MV rap với phong cách hoài cổ như vậy. Bây giờ các bạn đã có câu trả lời rồi nhé. Lần gần đây nhất Tùng Chùa xuất hiện làm nhiều người bất ngờ bởi một bên chân của ông đã bị cưa đứt. Được biết nguyên nhân là Tùng Chùa đã bị bệnh tiểu đường cho nên phải cưa chân nếu muốn giữ lại mạng sống. Điều này làm cho rất nhiều, đặc biệt là những người yêu nhạc chế Tùng Chùa khá buồn. Nhầm lẫn Tùng Chùa và Cường Nhí có nhiều người nhầm lẫn giữa Tùng Chùa và người hát nhạc chế trong tủ trước đây, Cường Nhí. Nhưng thật ra đây là hai người khác nhau. Người cho ra đời đĩa CD nhạc chế trong tủ những năm thập niên 90, trước đây là Trần Cường Nhí, sinh năm 1968, khác với Tùng Chùa hiện đang sống tại Sài Gòn. Cường Nhí sinh năm 1968, quê ở Đà Nẵng, đi bụi đời từ năm 20 tuổi, sở thích là uống rượu, hút thuốc, hát nhạc đường phố, chuyên môn chính là buôn mai thúy, cướp giật, chém muốn, đâm thuê, Năm 1996 định cư ở Sài Gòn. 1998 bị xích rồi giam ở Chí Hòa vì tội hát nhạc chế mất thuần phòng mỹ tục. 2002 ra tù vẫn tiếp tục hát, tiếp tục gây án. 2005 lại bị bắt kết hợp với tội trạng năm xưa nên bị kết án tử hình. Hiện tại thì vẫn chưa biết được rằng ai mới là ông vua nhạc chế. Có nhiều người nói là Cường Nhí cũng có nhiều người cho rằng Tùng Chùa. Trong buổi phỏng vấn mới nhất thì Tùng Chùa cũng như muốn tìm Cường Nhí để đối chất. Nhưng được biết rằng Cường Nhí đã chết Chính vì thế câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời chính xác Nhạc chế giang hồ và định mệnh của các đại ca giang hồ khét tiếng Được biết ông Trùm Năm Cam cũng là một người rất thích nghe nhạc chế Có một đại ca giang hồ từng kể lại rằng Ngày đó khi bán được căn nhà ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh Năm Cam dẫn tôi ra phố bia bỏ thi sách ăn cánh gà chiên nước mắm Chủ quán là anh Bảy Lộc đến từ Hóc Môn lát sau tài ngạn đến, nằm cam giới thiệu đây là chủ nhà hàng plm ở quận nhất. câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng hát phát ra từ chiếc loa sắt của người bán vé số dạo. sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó, cuộc sống mong manh. tiếng hát mê hồn như du người vào cõi xa xăm. nằm cam gõ chén hát theo nhưng lời khác đi. mai kia chết rồi bình hưng hòa giàu khó như nhau. nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao. tài ngạn hỏi, anh năm chơi nhạc tù à? Hào ở Chí Hòa hay Mạc Đĩnh Chi, tên hai trại tạm giam gọi theo cách thông thường. Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói đến nhạc tủ, giọng Nam Cam trùng xuống. Buồn, câu này nghe mấy đứa nhỏ hát, có làm gì thì cũng đi Bình Hưng Hòa, tên một nghĩa trang. Cái ông thầy ở Bình Thới nói sau này anh sẽ chết chẳng toàn thây. Anh Đại, Đại ca Thay năm xưa, cũng rất thích bài Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang. Anh sửa lời bắt mấy đứa nhỏ ca, nghe cũng êm tai, sau đó thì bỏ mạng. Nhạc tù thường là những bản nhạc có giai điệu bolero đặt lời trên nền những bản nhạc có sẵn được nhiều người biết. Nhiều bài nhạc tù nổi tiếng hơn cả bài hát gốc, nhưng không ai biết tác giả của nhạc tù là ai, không có chữ ký nào. Bài nhạc giang hồ được dân đường phố ưa thích nhất trên mạng là bài 30 đêm pháo giao thừa. 30 đêm pháo giao thừa, con nằm trong chốn lao tù, chạy giam bốn bức tường cao, con ăn năn biết nói sao. Ngày đó lúc con còn nhỏ, con quậy phá trong gia đình. Đến năm 16, còn cãi lời của cha mẹ, giờ đây khôn lớn còn bơ vơ, nghe kể trại giam nào cũng nghe tù hát bài ăn năn trong những đêm buồn, có lẽ tâm trạng ăn năn hối hận thường nhớ vợ con mẹ già là điểm thiện lương còn lại trong những con người, cho dù đó là tội đồ hay người phạm tội lần đầu Xa chân lỡ bước vào chốn lao tù. Và một lẽ khác, với hành vi đã được định tội, bị xã hội lên án, người quen ghẻ lạnh, xem thường Vợ con là chỗ dựa cuối cùng của những người tù. Tù sợ nhất là bị gia đình bỏ rơi, không thăm nuôi. Dũng Bắc Cạn, người trong giang hồ được Dương tự trọng, nguyên phó giám đốc công an Hải Phòng nhờ đưa anh là Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài giải thích. Được thời bẻ ná bắn cung, hết thời chỉ có cọng thun bắn ruồi. Tù tội nhiều và ra vẻ rừng rưng, nhưng khi nghe tử tội hát, Dũng Bắc Cạn đã quay mặt vào tường để giấu những giọt nước mắt thương nhớ vợ con. Bị bắt tại Hà Nội, Dũng Bắc Cạn được di lý vào Nam bằng máy bay để ban chuyên án 5 cam điều tra việc liên quan đến ông chủ Mai Thúy, Dũng Đùi, trở về tù luôn. Đó là câu nói quen thuộc của những người tù. Với những gì họ phải trải qua, có lẽ đó là lời nói thật. Chỉ vì lòng tham, sự nghiện ngập hay đơn giản hơn chỉ vì thiếu kiềm chế nóng giận mà nhiều người đã phạm tội, tự hủy hoại mình và kéo theo thảm kịch cho gia đình. Chỉ có sự ăn năn hối hận thật sự và sự thông cảm của người thân mới giúp họ trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng nếu chỉ như vậy, nhạc giang hồ đã trở thành thánh ca, tụng ca của những người lầm đường lạc lối. Tiếc rằng nhạc của bốn bức tường khép kín còn thể hiện sự lệch lạc của những tâm hồn đầy thương tích. Lệch lạc đầy thương tích Giang hồ thời nào cũng vậy, nhưng trước 30 tháng 4 năm 1975, hầu như không có nhạc giang hồ mang màu sắc kỳ lạ như điều chúng tôi sắp nói sau đây. Lầm chín ngón, khi còn sống nói với tôi rằng, không có nhạc tù, những người tù ở Chí Hòa chỉ hát nhạc tình cảm. Tù chính trị, sinh viên học sinh thì hát nhạc tranh đấu. Nhạc tù hay nhạc giang hồ chỉ bắt đầu xuất hiện sau những năm 80, cùng với tội phạm gây ra bởi những băng nhóm giang hồ các ké, phạm tội do học đòi ăn chơi. Đó cũng là ý kiến cá nhân, nhưng soi lại nhiều bản nhạc giang hồ mà giới trẻ trong và ngoài nhà tù thích hát thì rõ ràng có cái gì đó lệch lạc và đáng sợ trong cách nghĩ của những người trẻ này. Cũng theo Lâm Chín Ngón. Giang Hồ trước đây rất thích bài hát Ngựa Hoang và bài Loan Mắt Nhung Nhưng đó không phải là nhạc Giang Hồ Đó là hai bài hát viết cho phim do những nhạc sĩ tài hoa sáng tác Đơn cử như bài Ngựa Hoang hay còn gọi là Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Là các khúc của nhạc sĩ Phạm Duy viết cho phim Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang Ngựa Hoang về tới bến sông rồi, thảm cỏ bình yên dưới chân mình Nhưng đời làm Ngựa Hoang chết gục Và trên lưng nó, ôi còn nguyên những vết thù Ca từ bay bổng nhưng người nghe cũng dễ dàng hiểu đây là bài hát nói về con đường hoàn lương khó khăn của những người xa chân vào trốn giang hồ nghe các bậc tiền bối kể lại có một thời thanh niên sài gòn đã chết mê chết mệt với bài hát ngựa hoang và ca sĩ elvis phương còn làm tăng thêm sự mê hoặc bằng tiếng huýt sáo khi thể hiện ca khúc này còn bài loan mắt nhung ít được phổ biến hơn vì ca từ không có điểm nhấn ấn tượng bài hát nói về gã giang hồ lang thang trong ngõ tối của chính cuộc đời mình mà nhà tù là đích đến cuối cùng Đường khuya vắng bước chân buồn âm thầm Đèn khuya hiu hắt ánh điện câu Giữa đêm sầu ngõ không màu sống lạc loài thân đơn côi Trôn tuổi xanh chìm trong bóng tối Vực sâu nhiều đắng cay Lòng phố khuya bước chân còn khua dài Tìm về thơ ấu đêm ngày qua Khóc chi nhiều đã bao chiều chỉ riêng mình Thêm đơn côi Qua vùng thương hận thêm tóc rối Tù đầy ngõ tối đam mê Tôi đã phải vài lần gặp nhà văn Nguyễn Thụy Long, tác giả truyện Loan Mắt Nhung và nhiều cuốn khác về Giang Hồ trước năm 1975. Ông nói, không có điều gì tốt trong cái thế giới ấy. Trên đây là tiểu sử của Tùng Chùa, từ Giang Hồ trở thành vua nhạc chế. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các clip tiếp theo.